Thưa quý vị, theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận 51 ổ dịch tại 23 tỉnh, thành phố. Hiện vẫn còn 24 ổ dịch dại động vật tại 15 tỉnh, thành phố, chưa qua 21 ngày. Điều đáng báo động được Cục Thú y đưa ra là chưa đầy 3 tháng đầu năm 2024, cả nước có 27 người chết vì bệnh dại tại 16 tỉnh, thành phố, 100.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng. Để khống chế khoanh vùng các ca bệnh dại trên động vật, hạn chế đến mức thấp nhất ca tử vong vì bệnh dại, các địa phương cần huy động các hội đoàn thể vào cuộc quyết liệt, thực hiện nghiêm các quy định chỉ đạo, khắc phục các điểm yếu về thông tin tuyên truyền, quản lý và tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó.